Xin chào các em học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Phú. Cô tên Tăng Thị Hồng Hạnh, là giáo viên giảng dạy bộ môn vật lý của trường. Hôm nay cô rất là vui khi gặp lại chúng ta và cùng nhau chia sẻ kiến thức vật lý lớp 8. Chủ đề là về nhiệt năng, dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt. Chúng ta tìm hiểu về thí nghiệm sau. Trong thí nghiệm về sự thả quả bóng rơi, mỗi lần quả bóng nảy lên, độ cao của nó lại giảm dần, cuối cùng không nảy lên được nữa. Trong hiện tượng này, rõ ràng là cơ năng đã giảm dần. Vậy cơ năng đã biến mất hay đã chuyển hóa thành một dạng năng lượng khác? Thì để trả lời được câu hỏi này, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái chủ đề về nhiệt năng, dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nhiệt năng. Các em hãy trả lời câu hỏi sau. Khi nào một vật có động năng? Thì ở kiến thức bài trước mình đã học. Khi một vật có động năng, nghĩa là cơ năng của vật do chuyển động mà có, thì người ta gọi nó là động năng. Như vậy, các phân tử có động năng hay không? Chúng ta đã biết các phân tử luôn luôn có động năng vì các phân tử luôn luôn chuyển động không ngừng. Vậy thì nhiệt năng là gì? Do các phân tử luôn chuyển động không ngừng. Chính vì vậy nó có động năng nên nhiệt năng của một vật chính là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Chúng ta trả lời câu hỏi sau. Một bạn học sinh nói rằng mọi vật đều có nhiệt năng. Theo em bạn nó đúng hay là sai? Vì sao? Bạn trên trả lời đúng. Vì mọi vật đều được cấu tạo từ các phân tử, mà các phân tử luôn luôn chuyển động không ngừng, nên mọi vật đều có nhiệt năng. Các em quan sát mô hình chuyển động nhiệt của các phân tử đồng ở hình vẽ sau. Đầu tiên, đây là hình ảnh của các phân tử đồng khi ở nhiệt độ bình thường. Nó chuyển động như thế này. Ở trường hợp 2 là hình ảnh chuyển động của các phân tử đồng khi ở nhiệt độ cao. Qua quá trình quan sát cho cô biết mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ của vật như thế nào. Chúng ta dễ dàng nhận thấy khi ở nhiệt độ càng cao thì các phân tử đồng cấu tạo nên vật chuyển động như thế nào càng nhanh. Như vậy chúng ta có được kết luận nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh, chứng tỏ nhiệt năng của vật sẽ càng lớn. Như vậy, trong thực tế có những cách làm nào để làm thay đổi nhiệt năng của một vật? Các em hãy nêu các cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật. Ví dụ, làm thế nào để tăng nhiệt năng của miếng đồng? Thì chúng ta vừa tìm hiểu vì nhiệt năng của một vật có liên quan đến nhiệt độ. Như vậy, ở đây chúng ta muốn làm thay đổi nhiệt năng của miếng đồng, nghĩa là chúng ta phải làm thay đổi nhiệt độ của nó. Thì trong thực tế có những rất là nhiều cách làm để làm tăng nhiệt độ của miếng đồng. Chúng ta hãy suy nghĩ. Cô giới thiệu chúng ta một số cách để làm thay đổi nhiệt năng của miếng đồng, hay nói cách khác là làm tăng nhiệt năng của nó. Cách thứ nhất là chúng ta cọ sát miếng đồng vào tờ giấy. Cách thứ hai là thả miếng đồng vào trong cốc nước nóng. Cách thứ ba là sấy miếng đồng cho nó nóng lên. Thứ tư là chúng ta dùng búa đập vào miếng đồng nhiều lần thì miếng đồng cũng nóng lên. Thứ năm là chúng ta hơ nóng miếng đồng trên ngọn lửa.
Thứ sáu là ông ta phơ miếng đồng ngoài trời nắng. Thì những cách làm này đều làm tăng nhiệt năng của miếng đồng, nghĩa là làm cho nhiệt độ của miếng đồng tăng lên. Tuy nhiên, những cách làm này người ta đều quy về hai phương án. Phương án A gồm các cách làm sau. Đó là các cách cọ sát vật, dùng búa đập vào vật nhiều lần. Cách nén vật. Các cách này muốn làm tăng nhiệt năng của vật lên, người ta phải dùng lực tác dụng vào nó. Và những cách này người ta gọi nó là cách thực hiện công. Đối với phương án B, nó có những cách làm, đó là hơ vật trên ngọn lửa, bỏ vật vào cốc nước nóng, phơ vật ngoài nắng hay là sấy vật. Những cách làm này đều làm tăng nhiệt năng của vật, nên nó có tên gọi chung đó là truyền nhiệt. Chúng ta có hai cách làm thay đổi nhiệt năng của vật. Cách thứ nhất là thực hiện công. Cách thứ hai là truyền nhiệt. Tiếp tục ta trả lời câu hỏi sau. Khi cọ sát miếng đồng lên vải đặt trên mặt bàn, miếng đồng nóng lên hay lạnh đi? Từ đó ta rút ra được kết luận gì về nhiệt năng của miếng đồng? Các em hãy suy nghĩ trả lời. Chúng ta có câu trả lời. Khi cọ sát miếng đồng lên vải đặt trên mặt bàn, miếng đồng sẽ nóng lên và nhiệt độ miếng đồng này sẽ tăng lên, nên nhiệt năng của miếng đồng cũng sẽ tăng lên. Khi cho miếng đồng vào cốc nước nóng, miếng đồng nóng lên hay lạnh đi? Từ đó ta rút ra được kết luận gì về nhiệt năng của miếng đồng? Ta biết khi cho miếng đồng vào cốc nước nóng thì lúc này miếng đồng sẽ nhận được nhiệt từ nước nóng chuyển sang. Chính vì vậy miếng đồng sẽ nóng lên. Từ đó ta rút ra được kết luận là nhiệt năng của miếng đồng sẽ tăng lên. Như vậy chúng ta có câu trả lời. Khi cho miếng đồng vào cốc nước nóng, miếng đồng nóng lên, nhiệt năng của nó sẽ tăng. Nước nóng sẽ lạnh đi nên nhiệt năng của nó sẽ giảm xuống. Chúng ta tìm hiểu về khái niệm nhiệt lượng. Chúng ta đã biết trong quá trình truyền nhiệt thì vật nóng đang ở nhiệt độ cao luôn luôn truyền nhiệt cho vật lạnh có nhiệt độ thấp hơn. Chính vì vật nóng đã truyền bớt nhiệt cho vật lạnh nên nhiệt năng của nó bị giảm, hay nói cách khác là nhiệt năng của nó bị mất bớt đi. Và vật lạnh khi nhận được nhiệt độ từ vật nóng truyền sang nên nhiệt năng của nó sẽ tăng lên, hay nói cách khác là nó nhận thêm được nhiệt năng. Và cái phần nhiệt năng bị mất bớt đi hay là phần nhiệt năng nhận thêm được trong quá trình truyền nhiệt, người ta đều gọi chung nó là nhiệt lượng. Chúng ta có khái niệm về nhiệt lượng. Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. Đơn vị của nhiệt lượng và nhiệt năng đều là joule, ký hiệu là J. Hai la mã, ta tìm hiểu về sự dẫn nhiệt. Chúng ta tìm hiểu thí nghiệm về sự dẫn nhiệt. Cô giới thiệu dụng cụ thí nghiệm chúng ta. Đầu tiên đây là một thanh đồng. Với đồng này gọi là đầu A và đầu bên đây là đầu B. Cái thanh đồng AB này được gắn với 5 đinh ghim bằng sáp. Đây là đinh ghim thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Sau đó cô dùng đèn cồn đốt nóng đầu A của thanh đồng. Các em hãy quan sát hiện tượng xảy ra.
thì qua kết quả thí nghiệm, qua quá trình quan sát thí nghiệm, ta trả lời các câu hỏi sau. C1, các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì? Chúng ta thấy khi đốt nóng đầu A của đanh đồng thì lúc này có hiện tượng là các đinh ghim rơi xuống, chứng tỏ ra sáp đã bị nóng lên chảy ra. Câu C2, các đinh rơi xuống trước sau theo thứ tự như thế nào? Chúng ta dễ dàng quan sát thấy rằng là các đinh rơi xuống theo thứ tự từ đinh ghim thứ nhất là ở đầu đèn cồn đến đinh ghim thứ năm là đinh ghim cuối cùng. Câu C3, hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để miêu tả sự truyền nhiệt năng trong thanh đồng AB. Khi đầu A của thanh đồng nhận được nhiệt năng từ đèn cồn truyền sang, thì lúc này nhiệt năng từ đầu A của thanh đồng đã truyền dần đến đầu B của thanh đồng, nên lúc này làm cho các đinh ghim rơi xuống theo thứ tự từ đinh ghim thứ nhất đến đinh ghim thứ năm. Như vậy qua 3 câu C1, C2, C3, chúng ta rút ra được kết luận: nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, hay là từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. Tiếp tục tìm hiểu về tính dẫn nhiệt của các chất. Tìm hiểu thí nghiệm về tính dẫn nhiệt của các chất. Các em hãy quan sát thí nghiệm. Thí nghiệm này bố trí gồm có 3 thanh, đó là thanh đồng, thanh nhôm và thanh thủy tinh, đều là chất rắn. Trên 3 thanh này đều được gắn với 3 đinh ghim ở khoảng cách bằng nhau. Sau đó, dùng đèn cồn đốt nóng cái đầu, một đầu của 3 thanh này. Các em hãy quan sát hiện tượng xảy ra với 3 đinh ghim. Dựa vào kết quả thí nghiệm, các em hãy trả lời các câu hỏi sau. C4, các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời hay không? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì? Qua quá trình quan sát thí nghiệm, chúng ta thấy các đinh gắn ở đầu các thanh không rơi xuống đồng thời. Hiện tượng này chứng tỏ các chiếc rắn khác nhau sẽ dẫn nhiệt khác nhau. C5, hãy dựa vào thí nghiệm trên để so sánh tính dẫn nhiệt của đồng, nhôm, thủy tinh, chất nào dẫn nhiệt tốt nhất, chất nào dẫn nhiệt kém nhất, từ đó có thể rút ra được kết luận gì. Ở đây chúng ta dễ dàng so sánh được. Đối với thanh đồng, nhôm, thủy tinh, do thanh đồng đinh ghim ở nó rơi xuống trước tiên, nên nó có tính dẫn nhiệt tốt nhất. Còn đối với thanh thủy tinh, đinh ghim gắn với nó rơi xuống cuối cùng, nên nó là chất dẫn nhiệt kém nhất. Từ đó chúng ta có thể rút ra được kết luận: các chất rắn khác nhau thì dẫn nhiệt khác nhau, trong đó kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. Đối với sự dẫn nhiệt của chất lỏng như thế nào, chúng ta tìm hiểu thí nghiệm. Gồm một ống nghiệm bên trong chứa nước và người ta bỏ một viên sáp vào trong ống nghiệm. Viên sáp này nằm ở dưới đáy ống nghiệm. Sau đó dùng đèn cồn đốt đầu trên của ống nghiệm, em hãy quan sát hiện tượng xảy ra. Khi đốt nóng đầu trên của ống nghiệm, chúng ta thấy nước ở phần bên trên ống nghiệm sôi lên. Nhưng chúng ta hãy quan sát viên sáp bên dưới ống nghiệm như thế nào. Dựa vào kết quả thí nghiệm đó, các em hãy trả lời câu C6.
Khi nước ở phần trên của ống nghiệm bắt đầu sôi, thì cục sáp ở đáy ống nghiệm có bị nóng chảy hay không? Chúng ta quan sát hiện tượng thì thấy viên sáp vẫn như cũ. Từ đây chúng ta có thể rút ra được nhận xét gì về tính dẫn nhiệt của chất lỏng? Qua quá trình thí nghiệm này, chúng ta thấy là đối với chất lỏng cũng dẫn nhiệt, nhưng mà dẫn nhiệt kém hơn là chất rắn ở thí nghiệm trên. Tiếp tục, chúng ta tìm hiểu thí nghiệm về sự dẫn nhiệt của chất khí. Người ta bố trí thí nghiệm dùng một ống nghiệm. Ống nghiệm này được đậy chặt bằng một nút nhựa. Bên trong nút nhựa có gắn một viên sáp. Rồi sau đó dùng ngọn lửa đèn cồn đốt nóng đầu dưới của ống nghiệm. Các em hãy quan sát hiện tượng. Chúng ta thấy khi đốt nóng đầu dưới của ống nghiệm, lúc này hiện tượng xảy ra với viên sáp như thế nào? Dựa vào kết quả thí nghiệm đó, các em hãy trả lời câu C7. Khi đáy ống nghiệm đã nóng, thì miếng sáp gắn ở nút ống nghiệm có bị nóng chảy hay không? Chúng ta quan sát thì thấy rằng viên sáp này không bị nóng chảy. Từ đó rút ra nhận xét gì về tính dẫn nhiệt của chất khí? Chúng ta thấy rằng chất khí dẫn nhiệt kém nên viên sáp sẽ không bị chảy ra. Từ đó chúng ta rút ra được kết luận về tính dẫn nhiệt của các chất. Khả năng dẫn nhiệt của chất rắn thì tốt hơn của chất lỏng, còn của chất lỏng thì tốt hơn của chất khí. Ba la mã, chúng ta tìm hiểu về đối lưu. Chúng ta tìm hiểu thí nghiệm. Dụng cụ thí nghiệm đây gồm một cái cốc chứa nước. Bên trong được thả một cục thuốc tím nhỏ. Và để xem coi nhiệt độ của nước trong cốc như thế nào, khi đun, người ta dùng nhiệt kế để đo. Khi quan sát thí nghiệm, các em hãy trả lời câu hỏi sau. Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên rồi từ trên xuống hay di chuyển hỗn độn theo mọi phương? Các em quan sát thí nghiệm. Khi chúng ta đun nóng cốc ống nghiệm, khi chúng ta đun nóng cốc nước thì chúng ta thấy hiện tượng của giọt thuốc tím di chuyển từ dưới lên trên, sau đó lại vòng xuống phía dưới. Như vậy, qua câu hỏi này, chúng ta dễ dàng có câu trả lời. Nước màu tím sẽ di chuyển thành dòng. Chúng ta tiếp tục trả lời câu hỏi sau. Tại sao lớp nước ở dưới được nung nóng lại đi lên phía trên, còn lớp nước lạnh ở phía trên lại đi xuống phía dưới? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta quan sát lại hiện tượng thí nghiệm. Khi đun nóng thì lớp nước bên dưới sẽ di chuyển lên trên, sau đó xuống dưới. Quá trình trên cứ liên tục như vậy. Nguyên nhân là khi đun nóng thì phần nước bên dưới khi nóng lên có trọng lượng riêng nhẹ hơn nên nó sẽ nổi lên phía trên. Còn lớp nước lạnh bên trên có trọng lượng riêng nặng hơn nên chìm xuống phía dưới. Quá trình trên cứ liên tục làm cho toàn bộ khối nước này sẽ sôi lên. Và quá trình truyền nhiệt như thế này người ta gọi nó là sự đối lưu. Và sự đối lưu này vẫn xảy ra đối với chất khí. Nên từ đó chúng ta có được kết luận. Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc dòng chất khí. Đó chính là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí. Bốn la mã tìm hiểu về bức xạ nhiệt.
Các em quan sát thí nghiệm sau. Thứ nhất là một nguồn nhiệt đang phát sáng. Dụng cụ thứ hai là một bình thủy tinh đã được đậy kín bằng một nút nhựa. Cắm xuyên qua nút nhựa này là một đũa thủy tinh, bên trong có một giọt nước màu. Khi để bình thủy tinh này đến gần nguồn nhiệt, có hiện tượng là cái giọt nước màu này sẽ di chuyển ra ngoài đầu đũa thủy tinh. Điều này được giải thích. Khi để bình thủy tinh gần nguồn nhiệt thì nhiệt từ nguồn nhiệt truyền sang bình thủy tinh, làm cho không khí trong bình bị nóng lên. Khi không khí trong bình nóng lên sẽ nở ra, nên đẩy giọt nước màu di chuyển ra ngoài đầu đũa thủy tinh. Nhưng nếu bây giờ cô lấy một tấm bìa chắn giữa nguồn nhiệt và bình thủy tinh, lúc này giọt nước màu sẽ di chuyển vào đầu trong của đũa. Điều này được giải thích. Khi dùng tấm bìa ngăn giữa nguồn nhiệt và bình thủy tinh, thì nhiệt từ nguồn nhiệt sẽ không truyền tới bình thủy tinh, nên không khí trong bình sẽ bị co lại, nên làm cho giọt nước màu này di chuyển vào trong. Dựa vào thí nghiệm cô vừa trình bày, các em hãy trả lời câu hỏi sau. Sự truyền nhiệt từ nguồn nhiệt tới bình có phải là dẫn nhiệt và đối lưu hay không? Tại sao? Ở phần trước chúng ta tìm hiểu, dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt từ đầu này sang đầu khác của một vật, hay là từ vật này sang vật khác. Còn đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng và chất khí. Như vậy thì cái sự truyền nhiệt từ cái nguồn nhiệt tới cái bình có phải là dẫn nhiệt và đối lưu hay không? Chúng ta suy nghĩ. Có câu trả lời. Nó không phải là dẫn nhiệt, vì không khí trong bình dẫn nhiệt rất là kém. Mà cũng không phải là đối lưu, vì nhiệt được truyền theo đường thẳng. Như vậy, nhiệt được truyền từ nguồn nhiệt tới bình bằng hình thức truyền nhiệt như thế nào? Đó là hình thức bức xạ nhiệt. Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Bức xạ nhiệt có thể xảy ra ở cả trong chân không. Như vậy qua bài này chúng ta thấy, ở đây đối với sự truyền nhiệt thì có 3 hình thức, đó là dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt. Vận dụng những kiến thức này, chúng ta làm phần 5 la mã vận dụng. Hãy dùng kiến thức đã học trong bài, các em hãy giải thích hiện tượng nêu ở đầu bài. Khi thả quả bóng rơi ở một độ cao, quả bóng sẽ tưng lên. Nhưng độ cao nó không đến vị trí ban đầu, sau một lúc thì quả bóng sẽ dừng lại. Hiện tượng này được giải thích như thế nào? Là do một phần cơ năng đã biến thành nhiệt năng của không khí gần quả bóng và mặt sàn, nên làm cho một phần cơ năng của quả bóng đã chuyển hóa thành dạng năng lượng khác, đó là nhiệt năng. Phần kế tiếp, các em hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống. Đầu tiên, hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, chất lỏng, chất khí, chân không là hình thức truyền nhiệt chủ yếu nào? Đối với chất rắn, hình thức truyền nhiệt chủ yếu của nó đó là dẫn nhiệt. Còn chất lỏng, hình thức truyền nhiệt chủ yếu của nó là đối lưu. Tương tự đối với chất khí, hình thức truyền nhiệt chủ yếu của nó cũng là đối lưu. Còn chân không, hình thức truyền nhiệt chủ yếu của nó là bức xạ nhiệt.
Qua bài học này, chúng ta cần ghi kiến thức bài vào vở, những like có hình quyển vở, và chúng ta học vô phần ghi nhớ. Bài học của chúng ta đến đây tạm dừng. Cô chúc các em học tập thật tốt. Cô xin chào các em.